Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một món lòng lợn xào với rau bọc hai. Trước tiên chúng ta rửa đi sạch. Chúng ta lấy cái lòng lợn này, lòng già nhé các bạn nhé. Chúng ta thì rửa lộn lại lòng, rửa đi thật sạch. Bây giờ tôi sẽ lấy một tí lá chuối về để pha với muối, bóp cái lòng này vào chung. Bây giờ tôi sẽ bỏ cho muối xuống nhá các bạn nhá, cho muối xuống bóp để rửa sạch. Chúng ta phải bóp thế này nhá, đấy, bây giờ chúng ta rửa đi sạch. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiếp tục cắt rau bọc hai ra nhé. Chảo gang nhé, màu nó đen một tí, rửa đi sạch rau ăn rất ngon. Tôi sẽ vắt chảo lên bếp. Giờ tôi sẽ dùng mỡ, ở đây không dùng dầu nhé các bạn nhé. Tôi sẽ dùng một tí mỡ choáng qua chảo. Đấy, bây giờ tôi bắt đầu bỏ xuống. Bây giờ tôi sẽ úp vung xuống, chờ một lúc khi nào nước nó sắp cạn thì lúc kia lòng sắp chín tôi sẽ đảo quạt lấy lên. Giờ tôi sẽ bỏ ít muối xuống, bởi vì chúng ta đã bóp muối một lần rồi thì cho ít thôi, không nhiều mặn. Bây giờ tôi sẽ cho một ít mì chính. Đấy, tôi sẽ đảo và lấy lên, đảo qua một cái xong lấy lên, bởi vì nước đã cạn, lòng đã chín. Đấy, bây giờ lòng lợn đã chín rồi đây nè các bạn nha. Đấy, tôi sẽ bỏ xuống một ít mỡ choáng. Với trứng nhé các bạn ạ, bởi vì rau này
lấy được rất là nhiều món. Và cho ít nước lòng xuống cho nó đỡ phải cháy chậm. Đấy. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho một ít mì tí nữa. Đấy. Chúng ta đảo đều. Bây giờ tôi sẽ bỏ lòng xuống. Đấy, đảo với nhau. Bây giờ tôi sẽ tiếp lên. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục, tôi sẽ rửa chảo đi. Bây giờ rửa đi sạch, tôi lại rán một món thứ với dầu bột khai đấy nha bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ dùng bằng mỡ nhá, ở đây không dùng dầu, chúng tôi sẽ dùng bằng mỡ choáng qua để chảo nó đỡ phải dính các bạn. Đảo cho rau nó nên xuống, bắt đầu mới cho trứng xuống sau để có ít muối xuống. Rồi. Đấy, bây giờ tôi cho trứng xuống cho các bạn nha. Bây giờ tôi lại tiếp tục cho xuống một tí mỡ, làm một bát canh rau ngót rừng đấy nha các bạn nhá. Giờ tôi sẽ cho nước xuống chảo làm canh nha các bạn nhá. Đấy. Giờ tôi sẽ cho ít muối. Một ít mình chín. Tôi sẽ nếm thử cái món rau bồ khai với lại lòng lợn già trước nhá. Tôi sẽ chấm vào bát nước chấm tỏi ớt. Tôi sẽ nếm thử, mời các bạn nếm thử cùng tôi nhá. Ôi giời, hợp khẩu vị ngon quá các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ nếm thử món trứng xào với rau bồ khai đấy nhá, hai món nha các bạn nha. Xin mời các bạn nếm thử của tôi nha. Tôi sẽ nếm thử. Nói chung là ngon như nhau, món nào cũng ngon. Đấy. Bây giờ tôi sẽ thử cái nếm thử cái món canh rau ngót rừng nha. Đấy.
Ôi giời ơi, ngọt tuyệt vời luôn. Quá ngon luôn. Được, ăn được. Nói chung là hợp khẩu vị. Ngon quá các bạn ạ.